là mít như thế nào anh chị? Anh chị nói là em lừa dối anh chị, cái mít chưa tới 200 cành làm gì mà bán hả hót dữ vậy? Hót hay không á, lại đây anh chị, đợt này có hàng lại, đã vậy còn nâng cấp thêm cái đầu thu nữa. Đây em sẽ cắm vào cho anh chị xem. Rồi bây giờ em sẽ test sóng xa cho anh chị nè. Đây giác 6 ly nha anh chị. Đó đó, bây giờ là bật lên nè. Đó ly ly 6. Cái tiếng mít nó chắc vậy nè. Và bây giờ là không có nói là mít hay không, mà bây giờ anh chị xem cái độ bắt sóng nè. Em chắc như vậy luôn, nhiều khi những chiếc mic đó mà 500-600 cành thì nhiều khi hơn cả tủ, không bằng luôn. Đây, cái con cũng làm đó, nhưng em đi đây là phải hơn 10 mét rồi. Đó, lên 6, đó, 1, 2, nghe các nhỏ nha chị. Đi sướng trời khuya sáu đêm lấp lánh. Tiếng nãy giờ chị nghe là tiếng thực tế, không cắt ghép. Lê 6, đây sẽ nhắc lại luôn, không cắt ghép, không cắt ghép. Đó là đứng ở đây là rất là xa, hiện tại là đứng đã xa lắm rồi, tầm như thế này là phải 5-10 mét rồi. Và nói với chị thông tin với lời kẻ cấp là như thế đi xa là khoảng tầm 2-40 mét luôn, vẫn vô tư bình thường. Đó, anh chị nghĩ đi, đối với một chiếc mic mà chưa tới 200 cạnh như thế này. Đó, thiết kế thì nói thiệt với chị là tiền nào của đó, chỉ là thiết kế bằng nhựa, mà nhựa ABS thôi. Đó, sử dụng Mina A, hái từ khoảng từ 3-4 tiếng. Các bác ấy, với các anh chị thấy cái mic này như thế nào thì cứ bình luận xuống dưới cho em xem thử là đánh giá nó có xứng đáng gọi là hàng hot hit bên em không nha anh chị.